con. Đó. Lên. Lên cho ăn luôn Tài ơi. Cho ăn luôn. Trời trời anh không cho ăn ơi. Bên Tài đã đồng 5 gói. Bên Tài đã đồng 2 gói. Đây, tao có 2 gói rồi nha. 1-0. Ngày mai Tài nhỏ đủ má tụi ơi xin vinh hành cho vô luôn. Chứ không phải vinh hành đâu. Điểm cho Tài nhỏ 2-0. Ăn nhậu tới. Tài khỏi tha lơ luôn. Đây nè, đụng banh với Tài nhỏ. Cút gì đó? Anh em quánh với tao không? Bánh nhỏ. Má, mày anh em bánh mày. Ăn đâu có bánh mày nữa. Điểm cho quận 1-2. Nay tao hay quận tới bánh đó. Bánh chưa cũng cắt ở trên xuống đó rồi ấy rồi. Thôi bị ông kìa thôi, mày cũng không cần như mày. Ủa má tôi lên rồi mà anh có để quận miền Tây không? Rồi để quận miền Tây ha, quận miền Tây với Tài nhỏ. Điểm cho Tài nhỏ 3-1. Chạy vô Tài. Chạy vô. Anh phải quay gì nè, quay luôn á. Đúng người ta phán đúng không? Được không? Lần đầu tiên đi xe bóng chuyện quay cho nó không rõ. Quận miền Tây quánh thiết tay. Rồi. 2-3. Hay quá. Quận nó lấy kem mà mày không đỡ được đâu. Để máy rồi. 3 điều. Đây tao đi làm gói gà đó đi. Thôi chạy rồi. Hết tiền rồi. Năm gói. Năm gói tới đâu? Tu má đừng đại xỉu chiến chịu. Ồ, năm gói tôi bự. Tao đang cắt mình cuốn cái này. Thằng 200 bánh nữa đi. Tại rồi. Tôi năm. Thôi tao sẽ thua rồi. Ai ai tại sao? Năm đi. Năm gấu năm gấu ngoài kìa. Anh với mày chị hai. Rồi, bên này nhỏ đó, đám 5 gói. Tao đang 8 2 gói. Đám 7 nè, đám 7 5 gói. Vậy, tao nhỏ đám 7 5 gói. 5 gói quậy nữa. Mặn cây luôn. Cây luôn. Điểm cho quận miền Tây 3 điều. Không ăn được ăn. Ba là trời còn ba mày. Châu tao trời. Mẹ mày lúc tao tiêu quá. Trời mày cố à. Ủa anh mày ở đó 5 5 gói. Điểm cho mày nhỏ 4-3. Trời ác thiệt chứ. Điểm cho Tài nhỏ 5-3. Điểm cho Tài nhỏ 6-3. Điểm cho bà nhỏ 7-3, điểm cuối. Anh chia mày đá, mày chia mẹ mày sao không? Xài xuống lên để gần không? Mày cho anh đội đi. Cái lồng đậu. Điểm cuối. 6 cây rồi. 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 6 cây
rồi, điểm cho quận miền Tây 47. Chắc nó uống đi luôn này nè. Rồi kết thúc nè, nhỏ thắng quận miền Tây. Mày dám chấp 1 cây 4 cây không? Ông quýnh 2 cây tôi quýnh xa lắm, tôi biết tài đâu.